gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đó luôn là tôn chỉ của lực lượng công an cơ sở. Thời điểm này, họ đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, từ phòng chống dịch, thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo an ninh trật tự. Quỹ thời gian cho gia đình đã ít, nhưng không vì thế mà họ cảm thấy thiệt thòi, mà xem đó là cơ hội để phục vụ, tận hiến hết mình vì nhân dân. Trụ sở Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, công việc của các cán bộ chiến sĩ kéo dài từ sáng đến 17:30 chiều. Chỉ có 15 phút rảnh rỗi, các anh nhanh chóng ăn cơm rồi tiếp tục nhiệm vụ tiếp công dân ngoài giờ. Đúng 18 giờ, các làm việc nhanh chóng được triển khai. Bà con ai nấy đều phấn khởi khi nghe lực lượng công an tổ chức tăng ca phục vụ nhân dân ngoài giờ. Đây là một việc làm rất năng động và nó giải quyết được nhiều vấn đề cho dân. Như gia đình chúng tôi ấy, mới ngoài kia vào đây, và đây là dịch bệnh. Vừa dịch bệnh thì chúng tôi cần đăng ký hộ khẩu, một là để đăng ký tạm trú cho bán, hai là làm cái thủ tục kinh doanh cần thiết. Và khi tôi vào được vào đến đây thì các đồng chí là đưa các đồng chí hỏi nói thủ tục thì tôi chưa có, và các đồng chí hướng dẫn chúng tôi cần những thủ tục cần thiết để làm, thì đây mà phải làm tôi thấy là đáng phát huy. Bên cạnh trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở ngay trụ sở, thực hiện mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân, công an phường còn phân công nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát khu vực tổ chức tiếp công dân tại địa bàn mình phụ trách. Có công an nhà thăm hỏi, giúp đỡ vào ban đêm, bà con ai nấy đều quý mến. Tại vì cái thực tế cái nhu cầu người dân là có thể họ đi làm ban ngày, thì ban đêm họ không có, họ vui rảnh thì chúng ta tiếp dân tại chỗ, tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Không những là công tác tiếp dân mà công tác tiếp nhận giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm liên quan tới an ninh trật tự cũng phải tại dân, tại khu, tại nhà dân, tại khu trọ, tại khu vực, khu dân cư. Qua đó tạo ra cái tiếng vang, tạo ra sự đồng thuận, đồng cảm để từ đó đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 20 giờ tối khi hết ca ngoài giờ, cán bộ cảnh sát lại tất bật triển khai các nhiệm vụ thường ngày là tuần tra phòng chống tội phạm, giải quyết các vụ việc phát sinh đột xuất cho đến rạng sáng hôm sau. Vất vả cực khổ, nhưng với họ, nhân dân là trên hết, xứng đáng với nhiệm vụ chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.